Dạ em xin được kính chào toàn thể các bác đang xem live của nhà em nhé. Phiên bán hàng ngày hôm nay thì em có hồ điệp của Đà Lạt bán giá thanh lý này các bác này, hàng hai ngồng hoa. Ngoài ra thì em vẫn bán đai châu rừng ghép bóc trụ để các bác nhà mình mua về ghép hàng hầu như là đang ngồng hoa các bác nha. Hàng hoa Tết luôn ạ. Ở đây thì hôm nay em có một ít đơn hàng kiều tím miền Trung. Thì cái này là bóc của rừng ở khu vực Quảng Bình nha các bác. Có một ít đơn. Đầu like thì em xin giới thiệu về hồ điệp. Hồ điệp ngày hôm nay em bán cho các bác nhà mình, đấy là hồ điệp đại màu hoa vàng của Đà Lạt ạ. Đây hoa của nó sẽ như thế này và hoa sẽ nở vào dịp Tết cho các bác chơi nhé. Về hồ điệp thì hoa Tết các bác chơi tầm 3 đến 4 tháng hoa mới tàn các bác ạ. Hoa được chơi rất là lâu. Thì hôm nay là còn một ít nữa, em sẽ bán thanh lý cho các bác nhà mình này, hàng hai ngồng hoa nha các bác. Giá là hôm nay sẽ bán là 75.000 đồng một cốc như thế này ạ. 75.000 đồng một cốc nha các bác nha. Đó, bác nào mình đang có nhu cầu thì thật sự là mỗi bác làm lấy vài cốc mà chơi ủng hộ em. Toàn hàng hai ngồng hoa và hoa Tết luôn các bác nha. Lá của nó là dòng lá mít nên là lá nó rất to. 75.000 đồng một cốc hồ điệp các bác ơi. Mời các bác mua ủng hộ em này. Đây còn được 2, 4, 6, 8, chắc độ khoảng tầm mười mấy 20 cốc nữa là hết thôi ạ. Tiếp đến là sẽ đến đai châu đi các bác, hay là kiều đi, kiều có ít đơn thôi. Kiều bóc của rừng Quảng Bình này các bác ạ, bóc của rừng Quảng Bình đấy, có ít đơn thôi. Kiều lùn nha các bác nha, kiều lùn của Quảng Bình này. Em lên đơn đầu tiên cho các bác, thì đây là các bác chốt theo mã số C6 cho em nhé. C6 cho em này. Đó, các bác nào thích chơi kiều lùn thì lấy đơn này. Một đơn nó cũng được khá khá đấy các bác nhà mình ạ. Đây nữa. Nó là kiều lùn nên là cây nó ngắn, nó cũng đã có hoa đây các bác nha. Lá nhựa này các bác này, lá nhựa rất là dày này. Với lại đây nữa các bác nha. Tổng chỗ này thì bác mua với giá là 320.000 đồng cho em. Đơn này đơn C6 nha các bác, C6 ạ. 320 ạ. Chỗ này là 320.000 đồng các bác nhá, C6 này. Đến đơn C7 ạ, cũng là những cái khóm kiều lùn đây ạ. Đây khóm này các bác mở ốp vào cây thì tuyệt vời luôn. Tại vì cái này là bóc ở cây mà các bác mà. Đây. Với lại chỗ này nữa các bác nhá. Chỗ này nữa này. 380.000 đồng cho em các bác nhá. Tổng chỗ này. Ở đây là đơn C7. Các bác chốt là mã C7 giúp em nha. 380.000 đồng tổng số kiều chỗ đây ạ. 380. Hầu như là toàn kiều lùn lá nhựa thôi các bác nhá. Đây lá nhựa các bác này. Kiều lùn lá nhựa. 380.000 đồng đơn C7. Đơn C8. Đơn C8 mà cái đơn này mà bác nào mà ốp vào cây luôn thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Đây tại vì nó là kiểu như dáng trên cây á nên là đâm ra là nó hơi xẹp xẹp một chút. Chứ nó cũng là toàn thân tơ đây các bác thấy ở chỗ này là 2 4 5 cái thân này đều là thân tơ rồi này. Đó, chỗ này là 3 thân tơ nữa này, với đây một cái nữa này. Đó nó chỉ có một chút thân già đây thôi. Còn đâu là thân tơ hết đấy các bác. Lá của nó này các bác này, lá nhựa nhá. Lá nhựa, lá này rất là dễ gãy. Một khóm cho em này. Khóm tiếp theo này. Khóm tiếp theo đây ạ. Khóm này các bác trồng chậu cũng đẹp mà các bác ghép cây cũng đẹp nhá. Toàn là thân tơ đấy các bác ạ. Do quá trình vận chuyển nó gọi là hơi rụng lá đi ấy. Nên là mình nhìn là mình tưởng đâu là thân già cho toàn thân tơ đấy ạ. Một này. Hai này, ba này. 4 này, 5 này, 6 này, 7 cái thân tơ luôn các bác ạ. Hai rễ kiều này thì hai rễ kiều này mà bán cân lên thì nó tầm gần 400 ấy các bác ạ. Bán cân lên nó hơi nặng đấy. Tại vì cái thân nó mập nó nặng ấy các bác này. Cái này thì khóm cái rễ này nó hơi nặng này. Đó. Nhưng mà em sẽ bán rễ cho các bác thôi. 300.000 hai rễ này các bác nha. 300.000 hai rễ này cho em. Các bác chốt là C8 nhá. C8 cho em tính ra có 150.000 đồng một khóm thôi. Nói chung rất là vừa để mình chơi đúng không các bác. Tiếp theo thì em sẽ lên những đơn đai châu rừng bóc trụ.
để các bác nhà mình mua về và ghép chơi hoa Tết cho em. Hàng này hàng hoa Tết luôn ạ. Em lựa cho các bác những cái đơn cây đẹp không đấy các bác ạ. Đây, đơn này đây các bác nha. Đơn này là các bác chốt C1 này, bắt đầu từ mã C1 cho em này, bao gồm là một cây nha. Hàng lá rất là dày nha các bác nha. Lá rất là dày ạ. Hai cây ạ. Ba cây các bác nhá. Có những cái ngồng hoa đang lên như thế này ạ. Ba cây này thì cây nào cũng đẹp hết các bác ạ. Ba cây này các bác ghép chậu thì thôi tuyệt vời nhá. 320.000 đồng cho em. Hai cây này lá nó dày, cầm rất là nặng tay. 320 nha các bác. Đơn C1 này. Lên đến đơn C2 này. Lá dày cây đẹp này các bác này. 2, 4, 6 cặp lá luôn các bác yêu ạ. 6 cặp lá luôn. Tiếp đến nè. 2 này. Với lại cây này nữa. Là 3 cây cho em. Toàn những chọn những cái cây dáng nó đẹp cho các bác về các bác ghép. Đơn này là 350.000 đồng cho em các bác nhá. Đơn này đơn C2 này. Em lên đơn C3. Nay lên cho các bác ít đơn thôi. C3 là đẹp chưa các bác này. 2, nếu mà tính cả là gốc là 2, 4, 5 cặp lá rưỡi rồi các bác ạ. Đang lên đến cặp thứ 6 rồi. 1 này. 2 này các bác này. 3 này, cái này to, xếp đẹp, nặng này. 3 các bác này. Và cây này là cây thứ 4. Cây này đang có ngồng hoa. Các cây này là cũng đang ngồng hoa đấy các bác nha. Nó nằm ở trong bẹ lá đấy này. Cây này hôm sau chắc chắn là phải ra tầm 4 đến 5 ngồng hoa cho các bác. Vì các bác thấy cái độ lá nó xếp dày dịt đấy. Đó, mà các bẹ này hầu như đều có ngồng hoa cả. Nhiều bác có khi thấy nhiều ngồng quá khi còn phải cắt bớt đi ý. 450.000 đồng cho đơn này các bác nhá. Đơn này là đơn C3 cho em. C3 4 cây 450. C3. Em lên đơn tiếp theo là đơn C4. 1 ạ. 1 cây các bác này. 2 cây ạ. 3 cây. Còn cây dáng đẹp thôi các bác ạ. 4 cây. U cây này nặng lắm. Cây này lá nó dày, rất là nặng nha các bác. 2, 4 lên đến cặp lá thứ 6 này. Đang là 5 cặp rưỡi này. Đây một cây nữa. Các bác hôm nay thấy những đơn hàng Đai Châu của em hôm nay có đẹp không ạ? Hôm nay toàn những cây em chọn với cái dáng cây đẹp cho các bác nhà mình về các bác ghép. Nên là hôm nay các bác mua đơn nào cũng đẹp hết á. Mã này là C4 cho em nhá. 600.000 đồng ạ. 600 bao gồm 1 cây, 2, 3, 4, 5 cây nha các bác. Bao gồm 5 cây Đai Châu đẹp. C4. Lên đến đơn C5 này. Đơn này thì cây nhỏ nhỏ thôi. Cây nhỏ nhỏ. Nó cũng đang có ngồng hoa bên dưới đây các bác nhá. Bên ngách lá đây nhá. 250.000 đồng thôi ạ. Bao gồm là 1 cây này. Cũng không nhỏ lắm đâu các bác, vừa vừa đấy. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. Và 5 cây nha các bác. 250.000 đồng ạ. Đây là đơn C5 ạ. Các bác chốt mã C5 nhá. Các bác nhà mình ơi, nếu đang yêu thích dòng Đai Châu và đang muốn sưu tầm thì em mời các bác sưu tầm qua những đơn Đai Châu ngày hôm nay. Với cái cây nó rất là đẹp, dáng cây đẹp, lá cũng đẹp. Nói chung là với cái giá cả nó cũng vừa phải hợp lý nữa các bác ạ. Với lại dòng Đai Châu rừng thì hoa thơm nha các bác. Đai Châu rừng là hoa rất là thơm. Em cảm ơn các bác đã xem video ngày hôm nay nha. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ. Các bác có nhu cầu mua hàng thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là 0382 035 821 ạ.